Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Hôm nay Thúy cùng với gia đình sẽ đi đến thị trấn Sevelievo. Nó cách Gabrovo khoảng tầm 30 phút đi bằng ô tô, nghĩa là khoảng là 28 km đó. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi với gia đình Thúy nha. Nicky mở cửa ra đi con, mở cửa ra được không? Xin chào mọi người đi. Xin chào đi. Con nói từ xin chào đi. Xin chào. Xin chào. Vậy thôi hả? Nói đi, xin chào. Xin chào. Vậy hả, xin chào vậy hả? Hôm nay thì gia đình Thúy xuất phát khá là trễ. Mọi người biết bây giờ là mấy giờ không? Đã là 12 giờ trưa rồi đó. Kế hoạch của ngày hôm nay không có quá nhiều thử thách như là leo núi hay là đi hang động, cho nên không quá hối hả hay lo lắng về hành trình của chuyến đi. Ban đầu gia đình Thúy định sẽ đi thành phố Kazanlak, nhưng Thúy nhớ ra cách đây mấy chục năm về trước có một người chú đã từng sinh sống và làm việc ở thị trấn Sevelievo gần Gabrovo. Hy vọng rằng chú sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi được nhìn lại nơi mà chú đã từng gắn bó. Và cuối cùng chúng ta đã đến Sevelievo rồi. Ông ở trong này giống mami nè. Again. Đó. Hả? Ở trong này thì có một bãi giữ xe miễn phí vô cùng rộng luôn. Ơi, bugger. Đúng rồi. Này, anh xã của mình đang đậu xe ở phía bên kia. Chỗ này đậu xe hoàn toàn miễn phí và rất là rộng. Nicky, bên phải của con là cái gì? Bên phải của con là cái gì? Hả? Bên phải là cái gì vậy? Hả? Pháo đúng không? Súng pháo đúng không? Boom, so big. Do you want to have a picture, Nikki? Do you want to have a picture? Isko snimki? Iskosh? A kde samolet? Samolet kde? Кого коре маме не вияк? На корена. И тук вади. А там има така. Ага. За какво? Пуф. О. Cái mũi máy bay hả? Có thể phóng lên cao đúng không? Đúng rồi, phóng lên cao bay. Đúng không? Để thỏa mãn cái đam mê ngắm các xe thời chiến thì chồng của Thúy dẫn Nicky đi tham quan một cái công viên mà ở đây có trưng bày một số xe pháo, xe tăng, máy bay. Have something special here? Still working. How you know it's working? Just the switch is working. But I didn't see where the electric. This the cable. Motor. Đấy là chồng của Thúy nhé, ngắm nghía, khám phá, xem nguyên lý hoạt động của chiếc xe pháo này như thế nào. Còn riêng Nicky thì... Rồi bây giờ là tiếp tục qua nghiên cứu cái xe tăng. Ở đây. Ôi, cái xe tăng. So big. Xe tăng to ghê. Nicky ơi. Nicky. Nicky, cái này là cái gì?
Cái này là cái gì? Hả? Buff. Cái gì mà buff? Cái này gọi là xe tăng. Xe tăng. Ở trên có một cái lỗ và cái nắp. Và cái người lái xe tăng sẽ ngồi vào trong và điều khiển. Thật khó. Đã. Đã. To va e so sto vlak na li? Ne. Ne. Các vô máu cô. Cái này là bánh xích xe tăng. Đã. Đã. Aha. Nikki, to va tank. Kakup nomer. À, 306. 306. Angliski kakasa. Thuyền tàu 6 tầng. What is the thing 6 tầng? This night over the road, как се казва? Как это самолетчета, на това казвахме самолетчета. Как каза с то самолетчета? Ааа. И така мисли с то самолетчета. Да. Айде, ще се качваме. Напре. Đây là lần đầu tiên Thúy đến với thị trấn Sevlievo, nên Thúy cảm thấy rất là háo hức. Ở Bulgaria, tất cả các thành phố, thị trấn dù lớn hay nhỏ cũng đều có một khu phố đi bộ để cho tất cả mọi người có thể giao lưu và gặp gỡ. Và bây giờ Thúy cùng với gia đình sẽ đi vào khu vực trung tâm của thị trấn. Nơi Thúy đang đứng đây là thuộc khu vực hành chính của địa phương, một địa điểm rộng rãi, thoáng mát, có bố trí sẵn những băng ghế gỗ nằm lấp ló dưới những tán cây đang bắt đầu thay màu bởi nàng thu yêu kiều. Nikki, con đi đâu vậy? Nikki? Tay chạm tay nè. So strong. This one handmade. How you know this handmade? I make it up. Cái này là đồ thủ công nha cả nhà. And this one? Also handmade. That's not a calico prime. This is optional, Iline. It's not a Missy Cheese costume. Не от опца. И от това от дракана ли? Или... От куча. Ако е чехал, да е 49. Ако е пантоф, е 55. Отворено 49, затворено автостачен 55. И вече всяко за него са тъмни, светли, тук гарнитура от различен цвят. Ôi, cái này nó mềm mà nó mượt lắm luôn á. Hãy subscribe.
Sevelievo là một thị trấn ở phía bắc miền trung Bulgaria, một phần của tỉnh Gabrovo. Nơi đây được biết đến là một trong những thị trấn giàu có nhất ở Bulgaria nhờ nền kinh tế địa phương phát triển tốt, tỷ lệ làm việc cao và các khoản đầu tư lớn từ nước ngoài. Đặc biệt có nhiều địa điểm tham quan đáng lưu ý như là phòng trưng bày nghệ thuật, tháp đồng hồ, pháo đài, bảo tàng. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như câu cá, tắm nắng và chèo thuyền. Как подарок? What is it? Это за бензиностанция. Дай. Месси тады ли? Come on, buddy. Dad, come on. Тады, come on. Và hiện tại gia đình Thúy đang ở tại ngôi làng Saint Nick. Và gia đình Thúy sẽ đến thăm một căn nhà của một người đàn ông đã có công đã cống hiến những cái tài sản của cả vật chất để xây dựng trường học và giúp đỡ trẻ em. Và ngôi nhà này bây giờ đã trở thành viện bảo tàng rồi cả nhà. Đây, cái viện bảo tàng này có tên là Jeliu Dankovo. Trong khi chồng Thúy đang mua vé, Thúy sẽ giới thiệu sơ lược qua về người đàn ông này. Mọi người hay gọi ông là Dan Kolov. Ông sinh năm 1892 tại làng Senit Zelievo, mất năm 1940. Ông là vận động viên đô vật đầu tiên của Bulgaria. Ông đã phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn, bôn ba nhiều nước trên thế giới khi ông chuyển đến Hoa Kỳ sinh sống năm ông 17 tuổi. Lúc này, ông là một công nhân xây dựng đường sắt. Ông gây ấn tượng bởi sức mạnh thể chất của mình và trở nên rất nổi tiếng nhờ khả năng vặn ốc vít cho đường ray xe lửa. Ông thường xuyên tham gia các trận đấu vật giữa các công nhân với nhau và thỉnh thoảng chấp nhận thách thức từ các đô vật hạng nặng khác. Và ông đã từng đánh bại đô vật Nhật Bản, người mà chưa thua bất kỳ giải đấu nào với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp. Ông đã chinh phục 2 lần vô địch hạng nặng thế giới, 3 lần vô địch hạng nặng châu Âu và 1 lần ở Nhật Bản và nhiều lần tại Hoa Kỳ. Sau 30 năm ở nước ngoài, ông trở về như một người anh hùng dân tộc. Ông đã dành hết toàn bộ số tiền của mình cho các tổ chức từ thiện, xây dựng trường học và giúp đỡ trẻ em. Ba má chồng Thúy đang uống cà phê nhưng mà phải có một cái view thật là đẹp, có thể nhìn được toàn cảnh, nhìn được núi rừng, cho nên quyết định nó chọn địa điểm này. Đây là cả nhà. Đây là một nhà thờ như cả nhà, nhưng mà chỉ mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật thôi. Ở đây là đâu? Có đây pizza cô phần. À, tam. Dobre. Bây giờ gia đình mình sẽ đi siêu thị mua một số đồ để chuẩn bị cho bữa tối cũng như là ngày mai. Mọi người cùng vào trong với cả nhà mình nha. Trước tiên là phải lấy xi đẩy để đựng đồ ăn chứ. Đây. Move. Ok. Trước tiên thì Thúy sẽ chọn mua một ít trái cây cho gia đình. Bà nội của Nikki là cực kỳ thích ăn nho nên phải quẹo lửa mua liền. Một ký nho như thế này khoảng tầm 37.000 Việt Nam đồng. Sắp đến lễ Halloween rồi cho nên đi chỗ nào cũng thấy bán bí đỏ. Giờ thì chỉ cần mua thêm một ít thịt nữa rồi về để chuẩn bị cho bữa tối. Cảm ơn cả nhà vì đã đồng hành cùng Thúy Bulgaria Việt Nam và dành thời gian xem hết video hôm nay. Mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ hơn nữa bằng cách đăng ký, chia sẻ và nhấn bình luận nha. Bye bye!